Chào các bạn và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Trâm. Cũng khá là lâu tụi mình không có gặp nhau trên đây ha. Nhưng mà hôm nay Trâm muốn quay trở lại trên đây để mà thông báo với các bạn một tin. Đó chính là lớp học The Creator Course, lớp học dành cho những bạn muốn trở thành influencer và content creator đã chính thức mở cửa lại. Và khi mà các bạn đang xem cái video này thì các bạn đã có thể vào cái đường link mà Trâm để dưới phần description để các bạn có thể xem chi tiết hơn lớp học của Trâm, cũng như là các bạn có thể vào cái đường link mà Trâm gắn ở đây nha. Nếu như mà các bạn đã theo dõi Trâm đủ lâu thì các bạn cũng biết là Trâm chỉ là một người rất là bình thường, bắt đầu từ con số 0. Và chỉ trong vòng chưa tới 3 năm, Trâm đã có thể đạt được từ 0 cho tới 350.000 người theo dõi trên 3 nền tảng lớn nhất, đó chính là YouTube, TikTok và Instagram. Và mỗi nền tảng Trâm đều được hơn 100.000 người theo dõi. Trâm biết cách xây dựng nên thương hiệu cá nhân của mình, thì bây giờ Trâm đã có thể làm việc với những cái brand mà Trâm yêu thích. Trâm đã có thể chủ động hơn về tài chính, về thời gian. Trâm đã có thể kiếm tiền từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trâm có nhiều nguồn income khác nhau, cũng như là Trâm được trả tiền khi mà đi du lịch. Thì những gì mà Trâm đang có được ngày hôm nay, Trâm không muốn chỉ dừng lại ở đó. Trâm không muốn là chỉ show off cho mọi người thấy những cái gì mà Trâm có, mà Trâm còn muốn chỉ cho các bạn cái cách làm sao để mà đạt được như Trâm hiện tại. Đó là lý do tại sao mà Trâm mở ra lớp học này. Lớp học này sẽ chỉ cho các bạn tất tần tật mọi thứ, từ cái việc là xây dựng nên thương hiệu cá nhân như thế nào, đến cái việc là phát triển cái kênh, những cái social media của các bạn như thế nào, để mà các bạn có thể làm việc với những cái brand mà các bạn mong muốn, cũng như là để các bạn có thể sống một cuộc sống mà các bạn hằng mơ ước. Trâm cảm thấy đối với Trâm á, nó tốn quá là nhiều thời gian trong khoảng thời gian đầu, tại vì Trâm không biết bắt đầu từ đâu và Trâm cũng không có ai giúp đỡ. Trâm cảm thấy lạc lối, có nhiều lúc Trâm cũng thất bại, có nhiều lúc Trâm cũng bị từ chối khi mà nhắn tin cho những cái brand. Nhưng mà sau 3 năm Trâm đã thử trải nghiệm và thất bại nhiều lần. Và bây giờ Trâm có thể khẳng định với các bạn là Trâm đang có rất là đủ tự tin để mà có thể truyền đạt cho các bạn tất cả những gì mà Trâm đã học được, cũng như là những kinh nghiệm mà Trâm đúc kết được trong cái quá trình mà Trâm ở trên cái con đường influencer này. Vì vậy Trâm tin là mình có đủ khả năng, đủ kinh nghiệm để mà có thể truyền tải cho các bạn, để các bạn có thể đi trên cái con đường này đúng hướng hơn và có được sự support từ Trâm và không phải bị lạc lối giống như Trâm khi mà Trâm mới bắt đầu. Và các bạn biết không, social media bây giờ cực kỳ là có quyền lực luôn, rất là powerful, và các bạn sẽ không thể tưởng tượng được những cái gì mà nó có thể mang lại cho các bạn đâu. Và có rất là nhiều người cuộc đời của họ thay đổi chỉ sau một đêm khi mà có một cái video viral. Vì vậy Trâm mong là các bạn, nếu như mà thật sự có đam mê trong cái việc là tạo nội dung, cũng như là đam mê muốn trở thành influencer hoặc là content creator, thì hãy tự tin vào chính bản thân của mình và bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng ngần ngại, đừng sợ ai phán xét. Bạn chỉ còn tự tin vào bản thân của mình và tin là mình sẽ làm được, thì Trâm chắc chắn là đến một ngày nào đó các bạn sẽ đạt được điều các bạn mong muốn. Khi mà các bạn tham gia lớp học này rồi thì nó sẽ là của các bạn vĩnh viễn. Các bạn có thể vào xem, vào học bất kỳ khi nào và bất kỳ lúc nào các bạn mong muốn. Và sau này cho dù Trâm có update thêm những cái bài học mới hoặc là những cái chương mới thì các bạn sẽ đều có thể xem được hết mà không còn phải trả thêm một cái chi phí nào. Thì đây là bên trong lớp học của mình nè các bạn. Sau khi mà các bạn vào đó thì các bạn có thể xem những cái bài học các bạn mong muốn. Cái lúc nào mà các bạn chưa có xem hết đó, thì qua ngày mai, ngày mốt hay gì đó các bạn quay trở lại thì các bạn vẫn có thể tiếp tục xem ha. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào chi tiết hơn những gì mà các bạn sẽ học được và nhận được trong lớp học này nha. Thì đầu tiên chúng mình sẽ có tổng cộng là 13 cái chương khác nhau và tổng cộng là 108 bài. Thì trong cái chương 1 này nó sẽ gồm 6 bài học và các bạn sẽ học về building foundation. Có nghĩa là các bạn phải xây dựng cái nền tảng trước. Trâm sẽ chỉ cho các bạn những cái cách, ví dụ như là các bạn sẽ chọn những cái username như thế nào, chọn hình ảnh profile ra làm sao, cũng như là xác định được cái niche của mình muốn hướng tới là gì, cũng như là cái cách mà các bạn có thể kiếm những cái nguồn cảm hứng của các bạn để mà các bạn có thể làm nội dung. Và trong cái chương 2 này sẽ gồm 7 bài và các bạn sẽ học về cách phát triển Instagram một cách hiệu quả nhất, từ cái việc là các bạn xây dựng nên cái thương hiệu cá nhân của mình như thế nào nè, cho đến những cái kiểu nội dung mà các bạn nên làm trên Instagram như thế nào, cũng như là học về cách viết hashtag, cũng như là viết caption như thế nào, rồi cái cách để mà các bạn có thể tăng cái lượng tương tác ở trên Instagram luôn, thì các bạn sẽ học được trong cái chương này ha. Và trong cái chương thứ 3 này các bạn sẽ học về cái cách là tạo nội dung như thế nào để mà nó phát triển được cái kênh của bạn, phát triển được Instagram của bạn, cũng như là cái cách mà mình xếp feed như thế nào nè, cũng như là cái cách để mà làm sao cho cái feed mình nó đẹp nè, rồi cũng như là cái cách để mà bạn có thể batch create content như thế nào. Thì trong cái chương này các bạn sẽ học về những cái đó ha, và chương này sẽ gồm 4 bài. Rồi tiếp theo đó là cái chương thứ 4. Chương thứ 4 sẽ gồm 5 bài khác nhau và các bạn sẽ học tất tần tật mọi thứ về những cái tip ở trong photography để mà giúp các bạn có thể chụp hình đẹp hơn. Thì trong đó Trâm cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái thiết bị nào mà các bạn nên có, cũng như là những cái tip nè,
nào, rồi cũng như là các bạn sẽ học về cái camera setting luôn, những cái gì mà cơ bản nhất của camera, của lens á thì các bạn phải nên hiểu, thì khi đó các bạn mới biết cách áp dụng trong cái quá trình mà các bạn chụp hình ha. Theo đó là cái chương thứ 5 sẽ gồm 2 bài, và trong chương này Trâm sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể làm cái pose của mình á, pose dáng khi mà chụp hình á đẹp hơn, hoàn hảo hơn, cũng như là những cái idea và những cái tip á thì Trâm sẽ chia sẻ cho các bạn trong chương này ha. Rồi tiếp theo đó là chương 6. Chương 6 bao gồm 12 bài và sẽ xoay quanh về những cái kiểu photo editing mà cơ bản nhất. Những cái gì mà về edit chỉnh sửa hình mà các bạn phải hiểu á thì các bạn sẽ chỉnh sửa hình đẹp hơn và đúng hơn, đúng không? Cái chương thứ 7 sẽ gồm 16 bài khác nhau, và trong chương này các bạn sẽ học cũng là photo editing nhưng mà nó nâng cao một tí xíu về những cái cách mà chỉnh sửa ánh sáng trong hình làm sao, cũng như là những cái edit mà nhìn cho nó sáng tạo làm sao đó, thì các bạn sẽ học được trong cái lớp học này luôn ha. Và tiếp theo đó là chương thứ 8 sẽ gồm 6 bài khác nhau, và trong chương này chúng mình sẽ học về edit video, những cái gì mà cơ bản nhất về video để mà edit á, thì các bạn phải biết luôn để mà các bạn có thể làm reels với lại làm TikTok, đúng không? Như là cái cách mà mình edit video làm sao để cho nó hiệu quả, nó nhanh, nó ngắn, nó gọn mà mọi người cũng hiểu luôn. Rồi tiếp theo á là chương thứ 9. Trong chương này sẽ gồm 8 bài khác nhau và mình sẽ học về những cái kiểu edit video mà nâng cao hơn, sáng tạo hơn, và có những cái effect mà Trâm muốn chia sẻ với các bạn, và có rất là nhiều những cái tutorial mà Trâm làm mẫu ở trong chương này. Và tiếp theo là chương thứ 10, một trong những cái chương rất là quan trọng trong cái lớp học này, đó chính là cái cách mà các bạn có thể phát triển Instagram của mình nhanh nhất bằng Reels. Thì Trâm sẽ đi qua tới 12 bài khác nhau, và trong 12 bài này Trâm sẽ chỉ cho các bạn từ cái việc là làm Reels như thế nào nè, cái nội dung phải ra làm sao nè, rồi những cái hook, những cái gì mà các bạn phải nên có ở trong Reels để mà giữ cho người xem nè, rồi rất là nhiều thứ thì các bạn sẽ học được trong chương này ha. Rồi tiếp theo đó là cái chương thứ 11. Đó là cái chương mà các bạn làm sao để mà tạo ra những cái transition mà nhìn nó mướt, nó mượt và nó đẹp khi mà các bạn xem TikTok hoặc là xem Reels á. Các bạn thấy người ta làm những cái kiểu mà các bạn cảm thấy là wow, không biết phải làm sao mà nó nhìn nó smooth quá, nhìn nó mượt quá, nhìn mà không biết là người ta quay làm sao á. Thì trong lớp này Trâm chia sẻ cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể làm những cái đó mà nhìn rất là mướt luôn. Và nó cũng có những cái tutorial luôn, Trâm sẽ đều làm cho các bạn để mà các bạn biết cách quay như thế nào luôn ha. Chương thứ 12 trong chương này là một chương rất là quan trọng, nó gồm 15 bài khác nhau, và trong chương này các bạn sẽ học về cái cách để mà các bạn làm việc với brand và với hotel như thế nào. Trong đây các bạn cũng sẽ học được những cái cách mà các bạn có thể kiếm tiền trên mạng xã hội nè, rồi cái cách mà làm việc với brand như thế nào nè, những cái kiểu mà collab đối với những cái brand nè, cũng như là làm sao để mà brand chú ý đến mình nè, cũng như là làm thế nào để mà kiếm những cái brand để làm việc, rồi cách viết email như thế nào, rồi cũng như là cái cách để mà negotiate với lại những cái brand như thế nào, cách để mà có thể chuyển từ cái free collaboration thành cái pay collaboration như thế nào, cũng như là cái cách để mà bạn có thể định giá về cái công việc cũng như là về cái khả năng của mình khi mà mình chạc tiền cái những cái brand như thế nào luôn. Thì trong đây các bạn sẽ học tất tần tật mọi thứ mà các bạn nên biết khi mà làm việc với brand, và Trâm chắc chắn là các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ sau cái chapter này. Rồi cuối cùng đó là cái chapter mà Trâm cảm thấy là Trâm rất là thích luôn, và Trâm nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn ở đây thích, đó chính là làm sao để mà các bạn có thể kiếm tiền được trên mạng xã hội khi mà các bạn không có một cái lượng người theo dõi nào hết. Và các bạn biết không, hồi xưa khi mà Trâm mới bắt đầu á, thì khi đó hầu như là những cái người mà có 50-60 ngàn, 100-200-300 ngàn, 1 triệu ngàn, 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thì khi đó người ta mới có thể làm việc với những cái brand, khi đó người ta mới có thể kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi các bạn, bây giờ các bạn có thể làm việc với những cái brand khi mà các bạn không có một cái số lượng người theo dõi nào cả. Trâm lấy ví dụ, tại vì sao mình có cái cụm từ là influencer và content creator. Influencer có nghĩa là những người, người ta có một cái mức ảnh hưởng nhất định, người ta có một cái lượng fan nhất định, thì khi mà người ta làm việc với lại những cái brand thì bằng cách là người ta sẽ quảng cáo hình ảnh đó, quảng cáo cái sản phẩm đó để mà người ta sẽ nhận được tiền khi làm việc với brand. Nhưng cái những người mà content creator sẽ là những người sáng tạo nội dung để cho brand họ dùng, cho cái thương hiệu đó người ta dùng ở trên social media, dùng để quảng cáo hoặc là dùng ở trong website, mà cái người content creator đó không có nhất thiết á, là phải đăng ở trên mạng xã hội, tại vì người ta đâu có lượng người theo dõi, đúng không? Cho nên người ta chỉ có việc là tạo nội dung thôi. Cho nên nếu bây giờ mà các bạn chưa có một cái số lượng người lớn theo dõi trên mạng xã hội thì các bạn sẽ chuyển sang cái hướng là mình sẽ tập trung vào creating content trước, làm việc với những cái brand theo cái mảng
mảng đó trước để mà các bạn có thể kiếm tiền ra mạng xã hội. Thì trong cái chương này á, nó sẽ gồm tới 6 bài học khác nhau, và Trang sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách để mà các bạn có thể kiếm cái công việc để mà làm cho những cái brand đó ở trên mạng như thế nào luôn. Cái gì mà các bạn nhận được trong lớp này, các bạn sẽ còn nhận được 2 cái buổi meeting với Trang, và mỗi buổi là 1 tiếng. Và cái đây sẽ là one on one meeting thôi, có nghĩa là trong cái meeting này chỉ có Trang và các bạn, và Trang sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi mà các bạn có. Các bạn sẽ còn nhận được 12 bộ màu của Trang đang có hiện tại, tổng cộng 134 màu. Và trong 2 tháng đầu khi mà các bạn tham gia lớp học, thì sau khi mà các bạn làm reels hoặc là các bạn chụp hình, các bạn có thể gửi hết cho Trang để mà Trang giúp các bạn review, để từ đó Trang có thể gợi ý cho các bạn là các bạn có còn phải chỉnh sửa cái gì nữa hay không, hoặc là các bạn phải nên edit như thế nào, các bạn không biết phải nên chụp hình quay phim làm sao, hoặc là còn sự giúp đỡ của Trang trong cái việc là tìm ý tưởng đó, thì Trang cũng sẽ ở đó để giúp đỡ các bạn ha. Và cái tiếp theo mà các bạn sẽ nhận được đó chính là 16 cái template để mà các bạn có thể gửi email cho brand. Thì trong đây sẽ gồm email ví dụ như là reach out tới những cái brand như thế nào nè, rồi negotiate như thế nào nè, rồi cũng như là turn từ free collaboration thành cái pay collaboration như thế nào luôn. Và tiếp theo là các bạn sẽ nhận được media kit cũng như là cái ray sheet của Trump mà Trump đang dùng hiện tại để mà Trump reach out cũng như là để mà Trump làm việc với những cái brand. Và tiếp theo các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của Trump trong suốt quá trình mà các bạn học cũng như là sau này luôn. Bất kỳ khi nào các bạn có câu hỏi hay cần sự giúp đỡ, Trump sẽ luôn luôn ở đó để mà support các bạn, trả lời những câu hỏi của các bạn. Và Trump mới vừa đi sơ qua tất cả những cái gì mà các bạn sẽ học được cũng như là các bạn sẽ nhận được trong cái lớp học này. Trump chỉ mở ra trong vòng 1 tuần để cho các bạn đăng ký thôi. Sau 1 tuần là Trump sẽ đóng cửa. Đến hè thì Trump sẽ mở cửa lại. Và thay vì là bỏ ra hàng tháng trời hoặc là hàng năm trời cảm thấy lạc lõng và không biết bắt đầu từ đâu, thì các bạn có thể đầu tư cho tương lai của mình bằng cách là trở thành học viên mới của Trump trong lớp học này nha. Và Trump rất là mong muốn được thấy các bạn trong lớp học này. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như mà các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì đó thì các bạn có thể nhắn tin cho Trump trực tiếp ở trên Instagram hoặc là comment ở phía dưới này nha. Bye.